Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay thì mây dông tiếp tục phát triển ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó thì Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì có mưa nhiều hơn cả. Cục bộ thì vẫn có điểm mưa rất to, điển hình như tại Đắk Nông và Lâm Đồng. Lượng mưa lên tới 71mm trong vòng từ 1 đến 2 tiếng. Dự báo mưa dông sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó thì tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có điểm lượng mưa vượt 70mm, cần đề phòng với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhờ mưa xuất hiện nên ngày mai miền Trung sẽ chấm dứt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết 32 đến 34 độ, chỉ riêng có Đông Hà và Quảng Ngãi nắng nóng 35 độ. Ở Tây Nguyên, vừa có mưa, vừa có lợi thế địa hình nên nền nhiệt cũng thấp hơn hẳn. Ngày mai nhiệt độ cao nhất các thành phố sẽ phổ biến 25 đến 31 độ, trời mát. Nam Bộ cũng là nơi mà có mưa vừa, mưa to cục bộ trong chiều và tối mai. Còn buổi sáng và trưa thì trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn các thành phố trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Tại miền Bắc, dự báo mưa dông vẫn sẽ lặp lại trong đêm nay ở nhiều nơi. Sang đến ngày mai thì mưa dứt, trời chuyển nắng và chỉ oi bức một vài tiếng. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố phổ biến từ 31 đến 34 độ. Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa dông, đề phòng với nguy cơ xảy ra lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.